Thưa quý vị, thưa bà con, trong tiểu mục Kết nối nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời bà con cùng đến với kinh nghiệm nuôi bò công nghệ cao của anh Nguyễn Công Hội ở tại xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình. Mái chuồng được lợp bằng tôn lạnh, có hệ thống chống nóng vào mùa hè. Cờ đẩy, cờ động, có thể cản gió mưa vào mùa đông. Bên trong được trang trí quạt mát. Hệ thống máng uống tự động, máng ăn lát gạch vừa sạch sẽ vừa dễ vệ sinh. Môi trường sống như vậy với bò có thể nói là khá tiện nghi. Bây giờ tất cả những cái trang trại hoặc là làm nông nghiệp thì bây giờ đều ứng dụng 4.0 hết. Nên là trang trại tôi thì theo quan điểm là sẽ áp dụng tối đa những cái gì nó chuyên nghiệp. Thì khi chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ đỡ được nhân công và sẽ có hiệu quả cao nhất. Bà con quan tâm tới kinh nghiệm thiết kế chuồng trại chăn nuôi bò 4.0 có thể liên hệ tới anh Nguyễn Công Hội, trang trại Hội Phú Quý, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.